Xin mến chào tất cả anh em. Thì bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua một bộ mic cao cấp, một bộ mic sự kiện, hoặc anh em mà nào mà đang cần tìm một bộ mic hay, thì anh em nên tham khảo cái video này của bên em. Ngày hôm nay em sẽ ra mắt một bộ mic rất là cao cấp, thương hiệu của Lợi Acoustic, đó là bộ mic U905, một dòng mic chuyên nghiệp anh em nhớ, và là một dòng mic chính hãng, cho ra chất âm rất là hay và rất là đủ dài. Tiếng trầm của nó thì quá là ok. Thương hiệu của LX Acoustic mang nhãn hiệu U905 đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ bóc hộp bộ mic này ra và sẽ giới thiệu chi tiết với anh em về cái dòng mic sự kiện này. Đây là một cái dòng mic bên em vừa mới nhập về. Khẳng định với anh em không làm cho anh em thất vọng. Đều có xốp bảo vệ như ba bộ mic khác đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta thấy về tất cả phụ kiện thì như anh em thấy đúng không ạ? Cũng có dây 6 ly này. Đó, hai cái chống lăn này, ok chưa ạ? Hai chống lăn và một cục sạc nguồn anh em nhé. Cục sạc adapter này thì là điện yếu khỏe, anh em có thể sử dụng được hết. Đặc biệt anh em nào mà chơi đó, chơi ngoài trời, sử dụng đám cưới ấy, mà không may có điện yếu mà chúng ta sử dụng cục này nó rất là ok đó. Và cái điều đặc biệt của cái bộ mic này thì nó sử dụng lên tới là đó, lên tới là 4 cái dâu anten anh em nhé. 4 cái dâu anten, anh em có thể thấy đây, 4 cái dâu anten đó. Cho nên là sóng của nó thì nó rất là xa và khỏe. Sóng lên tới tầm 150 đến 200 mét anh em nhé. Cho nên là các bác mà chơi ngoài trời thì yên tâm, không phải suy nghĩ vấn đề gì hết. Bây giờ thì em sẽ bóc tay mic ra. Bóc tay mic ra cho anh em xem. Đây tay mic đây. Tay mic này thì quá là ok luôn này. Nhìn nó quá đẹp đúng không ạ? Anh em thấy ạ? Tay mic này thì còn gì phải suy nghĩ. Cầm nó rất là đầm anh em nhé. Tay mic cầm rất là đầm và nó rất là chắc tay đó. Nhìn nó có một cái gì đấy, nhìn nó quá là chuyên nghiệp luôn. Rất là đẹp, rất là chất đúng không ạ? Và theo em được biết thì là với cái tay mic này em có thể tháo rời ra hết từng bộ phận một đó, tháo rời ra được anh em nhé. Dòng mic đuôi chuột quá ok đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời. Đây là pin này. Có thêm 4 quả pin anh em nhé. Pin này là pin chúng ta dùng hết rồi, sau đó sẽ vứt đi thôi. Còn đây là cái đầu thu. Sẽ bóc đầu thu ra cho anh em xem. Đầu thu đây. Đầu thu quá đẹp luôn đúng không ạ? Đầu thu này thì không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi. Tất cả đây là chiếc áp này, là chiếc áp bi đó, chiếc áp bi con này có dò tần số đấy, dò tần số tự động được và bằng tay đều được anh em nhé. Tần số tự động và bằng tay được đó. Với cái dòng mic sự kiện này thì nó sẽ không có không có cảm biến gia tốc đó, và không có chế độ tự ngắt đó. Không có chế độ tự ngắt anh em nhé. Không có chế độ tự ngắt, anh em thấy không? Quá ok luôn. Với bộ mic này thì không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi. Rất là tuyệt vời. Nhìn cái mặt của nó, nhìn nó quá đẹp luôn. Quá đẹp đúng không ạ? Sẽ cho anh em xem đằng sau. Về đằng sau thì mỗi kênh ở đây. Về anh em có thể gắn hai cái dâu anten vào. Mỗi kênh hai dâu anten đúng không ạ? Đó. Cũng có nút nguồn này. Chúng ta cắm điện nguồn vào đây. Sử dụng hai rắc cá lông chuyên nghiệp và một rắc 6 ly chung. Thì ok, bây giờ em sẽ cho lên test chất âm của bộ mic U905 để cho anh em cùng nghe. 6, 7, 8, 9. Anh em nghe tiếng mic thế nào ạ? Quá là dày luôn. Tiếng mic quá là ok, rất đủ dài nhá. 6, 7, 8, 9. Và khi anh em mà muốn tắt mic đi, chúng ta chỉ cần nhấn một nút này thôi. Đó, nó sẽ hiển thị hiển thị cái khóa đấy, khóa tiếng anh em nhé, ok chưa? Sau đó muốn hát thì chúng ta lại bật lên.
rất là thuận tiện đúng không ạ? Còn anh em mà muốn tắt cả tai mic đi chúng ta sẽ nhấn giữ. Đó, nhấn giữ thì sẽ là tắt cả cái tai mic đi nhé. Mở lên, anh em cũng nhấn giữ cho em. Ok chưa? Đó, rất là tuyệt vời. Thì đây là một bộ mic rất là cao cấp. U905 thương hiệu của Lợi Acoustic. Cái điều đặc biệt em sẽ tháo cái chuôi mic này ra cho anh em xem. Đó. Đây. Ở đây thì như chúng ta thấy đây, để mà muốn thay pin được anh em nhé, muốn thay pin được thì anh em phải tháo cái lắp này ra. Đó, tháo lắp này ra đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lắp pin vào. Đó, rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Còn ở đây thì nó có mấy cái nút. Đó, đây là nó chỉnh nút gọi là tần số thôi anh em nhé, và nút set thôi, cài đặt lại thôi. À, nút ở đây không có gì đâu. Và anh em lưu ý ở dưới nó còn một cái nút nguồn nữa. À, anh em mà chạm vào nút nguồn này là sẽ không có tiếng mic đâu. À, ví dụ em chạm vào chẳng hạn thì mất mic luôn nhé. Ê. Đó, mất mic luôn, nó hiển thị cái khóa. À, cái khóa tiếng ở đây luôn, ở trên màn hình này luôn. Chúng ta muốn mở thì chúng ta sẽ lại nhấn vào cái tai mic này. Đó, nhấn một nút vào thì lại ok. Đó. Thì đây là một cái dòng mic rất là cao cấp để cho anh em chơi sự kiện. Và bây giờ sẽ karaoke thử một đoạn. Đó, karaoke thử một đoạn để cho anh em nghe. Em sẽ karaoke thử một đoạn để cho anh em nghe chất âm của cái bộ mic U905 này nhé. Hạt giống cho ta trăm nghìn dung diệu đồng, đừng một người nào mai lìa cho nhau. Gấp ta đi, gấp ta vào cơn lớn trong mang đến con đêm sầu. Này này uống đi em, một chén buồn cay đắng. Chân ta cưỡi trong lồi xót xa đường. Xót nữa đi em xót đầy đi ngàn. Điểm quá ok đúng không ạ? Đó, thì hôm nay làm cái video ra mắt với anh em bộ mic U905. Thì anh em có nhu cầu anh em cứ để trực tiếp với bên em thôi. Đó, tay mic cầm quá ok luôn. Đó, rất là tuyệt vời và chất âm ra rất là đủ dài.